vị mở đầu bản tin Việt Nam cho hay, quan chức Cục Đường Thủy Cộng sản Việt Nam lập quỹ đen chia chác tiền tỷ tính đến từ Hà Nội. Hai giới chức Cục Đường Thủy Nội địa Cộng sản Việt Nam bị tạm đình chỉ chức vụ, trong khi có các nghi vấn các giới chức Cục này đã lập một quỹ đen bòn rút tiền của nhà đầu tư để chia nhau. Báo Pháp luật Online hôm thứ Năm dẫn lời Cục trưởng Cục Đường Thủy là ông Hoàng Hồng Giang cho hay, Cơ quan này đã họp và quyết định tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày đối với ông Vũ Mạnh Hùng, quyền trưởng phòng kế hoạch và đầu tư và ông Nguyễn Xuân Hồng, nhân viên phòng vừa kể. Trong thời gian này, thì hai ông Hùng và Hồng phải viết giải trình liên quan đến nghi vấn chia chắc tiền tỷ vào ngày 7 tháng 2 năm 2018. Tờ Pháp luật Online nói rằng có bằng chứng vào ngày vừa kể một nhóm quan chức Cục Đường Thủy hợp nhau bàn bạc về việc chia tiền từ một quỹ đen. Tài liệu điều tra của tờ báo cho thấy các công ty trúng thầu những dự án do Cục Đường Thủy làm chủ đầu tư đã phải nộp từ 6% đến 20% giá trị trúng thầu vào một quỹ đen. Tại một buổi chi chát tiền từ quỹ đen này, thì các ông Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Hồng và Phạm Văn Thông bàn tính chia nhau mỗi người một khoản tiền 500 triệu đồng, tương đương hơn 22.000 Mỹ Kim tờ Pháp luật Online dẫn lời ông Trần Văn Cừu là cựu Cục trưởng Cục đường thủy Nội địa Cộng sản Việt Nam nhận định rằng việc thu của các công ty trúng thầu đến 20% kinh phí dự án là một chuyện quá kinh khiếp.